Chào mọi người, xin chào mọi người, đây là tuyệt cây mai. Tuyệt cây mai bằng gỗ chắc đỏ đen. Tôi sẽ là nạn phi và quay nạn đoạn cái nít này để cho mọi người cùng ngắm và chiêm ngưỡng. Hơi thở của chúng tôi đang trải để che để cho tạo một độ bóng tự nhiên. Đây nó được bằng chất liệu gỗ chắc cũ. Mặt sau hơi ngược sáng hơi khó nhìn, nhưng mà mặt sau cũng rất là đẹp. Cái này cái tủ này quây điệu bốn mặt, mọi người cảm nhận và tôi lúc này đang sờ rất là bóng mịn và trau chuốt, cảm giác mịn màng rất là thích. Chúng tôi lựa chọn những cây gỗ đỏ đen rất đẹp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Để xem trực tiếp sản phẩm tác phẩm này thì mọi người thì về làng nghề Hải Minh liên hệ với số 0948777798, thương hiệu đồ gỗ Đỗ Vĩnh tại làng nghề 1 Hải Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.